Quân đội Nga vừa điều 3 tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhan giao găm KH-47 tới Kaliningrad nhằm bổ sung dân đe chiến lược. 3 tiêm kích MiG-31I với tên lửa siêu vượt âm Kinzhan đã được điều tới sân bay Chapkalovsky ở Kaliningrad. Đây là một phần trong các biện pháp dân đe chiến lược bổ sung, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các phi công MiG-31 trong quá trình bay đã xử lý vấn đề tương tác với tiêm kích thuộc quân đoàn phòng không không quân số 6, cũng như đơn vị không quân hải quân của hạm đội Baltic. Tại sân bay Chakalovsky, các nhiệm vụ chiến đấu ngày đêm của MiG-31K với tổ hợp vũ khí siêu vật âm Kinzhan sẽ được tổ chức, thông cáo của cơ quan này có đoạn. Kaliningrad là vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga có diện tích hơn 15.000 km2, nằm giữa hai thành viên NATO là Litva và Ba Lan cũng là nơi đặt tổng hành dinh của hạm đội Baltic Hải quân Nga. Với vị trí chiến lược nằm lọt giữa lòng NATO, Kaliningrad được xem là chốt chặn của Nga trong trường hợp nổ ra xung đột. Đợt triển khai diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như căng thẳng cho khu vực Baltic leo thang sau khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn gia nhập NATO. Quân đội Nga đã dùng tên lửa siêu vật âm KH-47M2 Kinzan tập kích mục tiêu Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Kinzhan là vũ khí có tác động lớn nhưng không tạo ra nhiều khác biệt ngoại trừ việc gần như không thể bị đánh chặn. Giới chuyên gia nhận định những vụ phóng tên lửa Kh-47 Kinzhan là một màn vô diễn sức mạnh của Nga đối với phương Tây. Tuy nhiên, họ cho rằng tên lửa siêu vật âm của Nga sẽ không làm thay đổi quá nhiều cục diện chiến trường ở Ukraine do đây là loại vũ khí tắt tiền và không cần thiết để hạ các mục tiêu ít có giá trị chiến lược. Nhà phân tích quân sự Robley đánh giá tên lửa KH47 Kinzan được phóng từ không phận của Kaliningrad có thể vươn đến mục tiêu ở hầu hết các thủ đô của Tây Âu. Ngoài ra thì tên lửa KH47 Kinzan có thể lao đến đích chỉ trong 7 đến 10 phút nếu phóng từ không phận của Kaliningrad. Tên lửa KH47 Kinzan chỉ hoạt động nếu được phóng từ một máy bay đang bay với vận tốc vô cùng lớn. Đó là lý do MiG-31, do máy bay đánh chặn có tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, được lựa chọn để mang vũ khí tấn công mặt đất. Nga chỉ có khoảng 20 tiêm kích MiG-31K được điều chỉnh để mang tên lửa KH-47 Kinzan. Vì thế, việc triển khai MiG-31K mang tên lửa KH-47 Kinzan mới đây cho thấy quân đội Nga nghiêm túc như thế nào trước những diễn biến bất ngờ hiện nay. Tên lửa kh 47 Kinzan ứng dụng đường bay như tên lửa đạn đạo trong pha giữa kết hợp với động cơ mạnh để tránh lá chắn tên lửa đối phương. Tầm bắn tối đa tới 2.000 km của tên lửa Kinzan giúp cho tiêm kích MiG 31 không phải bay vào lưới phòng không quanh mục tiêu, đảm bảo an toàn cho phi công và máy bay. Kh 47 Kinzan có tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh tương đương 3.400 mét trên giây có thể trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường ngoài thiết bị dẫn đường quán tính Kh47 Kinzan dường như được trang bị đầu dò radar chủ động nhằm tăng độ chính xác và đảm bảo khả năng đánh trúng mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết quân đội nga chưa tiết lộ liệu vũ khí này có sử dụng hệ thống định vị toàn cầu Glonass để hiệu chỉnh đường bay ở tầm bắn tối đa hay không trong khi đó tiêm kích MiG 31 có thể định dây có tên định danh của NATO là Fox Hall, đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 1975. Nó được tạo ra nhằm thay thế cho MiG-25. Có thể nói bầu trời nước Nga đang được bảo vệ bởi loại máy bay độc nhất, có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào từ các tên lửa hành trình cho đến cả vệ tinh trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày, lẫn đêm và ở bất kỳ tốc độ nào. Được biết, MiG-31K là biến thể nâng cấp từ MiG-31 của Nga. Biến thể này được gia cố khung thân để có thể mang được tên lửa để có thể mang được siêu tên lửa KH-47. Sự kết hợp giữa MiG-31K và tên lửa siêu thanh KH-47 tạo nên một vũ khí cực kỳ nguy hiểm của Nga có thể xé nét hàng phòng thủ mặt đất của đối phương. Không những vậy, loại tên lửa này có thể hủy diệt tàu chiến của đối phương chỉ trong một phát bắn duy nhất.